kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc số thứ 2 năm 2019 do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc phối hợp với Công an thành phố Bảo Lộc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo thành phố thăm chúc Tết lực lượng công an nhân dịp Tết kỷ hợi 2019 Công an thành phố phát hiện điều tra 23 vụ ma túy với 25 đối tượng. Lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019. Tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thu hồi. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Mùa xuân bình yên. đoàn lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc do đồng chí Nguyễn Văn Triệu, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy Bảo Lộc làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết công an thành phố Bảo Lộc. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Quốc Bắc, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc. Tại buổi thăm, chúc Tết, Đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Thành ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, những thành tích đạt được của lực lượng công an thành phố Bảo Lộc trong công tác giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Nhân dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi năm 2019, đồng chí Nguyễn Văn Triệu đã gửi lời chúc Tết đến đảng ủy, lãnh đạo công an thành phố và toàn thể cán bộ chiến sĩ một năm mới thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bình yên cho thành phố. Thay mặt đại ủy, lãnh đạo công an thành phố, đồng chí đại tá Đinh Hữu Linh, trưởng công an thành phố cảm ơn lãnh đạo thành phố đã luôn quan tâm, hỗ trợ lực lượng công an thành phố trong thời gian qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, công an thành phố sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa bàn thành phố. Đồng thời, đồng chí cũng cho biết để đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết Nguyên đán kỷ hợi năm 2019 an toàn, yên bình, lực lượng công an thành phố đã triển khai nhiều đợt cao điểm phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Lâm Đồng về việc mở đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019, Công an thành phố Bảo Lộc đã xây dựng và triển khai kế hoạch với các nhiệm vụ cụ thể đến các đội nghiệp vụ, Công an các xã phường theo đó thời gian tới lực lượng công an thành phố tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản nắm tình hình địa bàn rà soát đối tượng cần tập trung đấu tranh xây dựng phương án kế hoạch đồng loạt ra quân chấn ép các loại tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn các đơn vị sẽ tập trung làm tốt công tác phòng ngừa điều tra khám phá các vụ án trong đó lưu ý đấu tranh với tội phạm trộm cắp xe máy hoạt động tín dụng đen rà soát kiểm soát chặt chẽ không để tội phạm hoạt động nhất là vào các ngày nghỉ lễ như tết dương lịch và tết âm lịch quyết tâm kiềm chế làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội phấn đấu không để xảy ra trọng án không để tội phạm hoạt động công khai lộng hành gây bức xúc trong nhân dân nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhất là các điểm tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí không để xảy ra ùn tắc giao thông, hạn chế cháy nổ trong dịp Tết và các lễ hội đầu năm, kiên quyết ngăn chặn hoạt động kinh doanh, sử dụng pháo trái phép trên địa bàn thành phố. Sáng ngày 21 tháng 2, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Bảo Lộc đã tổ chức lễ giao nhận quân và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019. Theo Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, năm 2019, Thành phố Bảo Lộc được giao chỉ tiêu tuyển 105 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị: Trung đoàn 88 sư đoàn Bộ binh 302, Học viện Lục quân và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Với sự chuẩn bị chu đáo theo phương châm tuyển người nào chắc người đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương trên địa bàn thành phố đã làm tốt công tác rà soát, quản lý nguồn, nắm chắc thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nên tại buổi giao nhận quân, 100% thanh niên trúng tuyển đã có mặt, sẵn sàng nhận lệnh về đơn vị được giao. Tại buổi lễ, sau khi đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Triệu đã thắp ngọn lửa truyền thống, đồng chí Bí thư Chủ tịch Đoàn Văn Việt đã đánh chống mở hội giao quân và phát biểu dặn dò, động viên các tân binh cố gắng rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Theo đánh giá, so với năm trước, chất lượng tân binh năm nay tốt hơn. Số tân binh sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm trên 50%. Đa số có trình độ văn hóa trung học phổ thông, có nhiều thanh niên là đảng viên tình nguyện nhập ngũ. Trong tháng, trên địa bàn thành phố xảy ra 12 vụ phạm pháp hình sự, trong đó đa phần là các vụ trộm cắp tài sản. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảm sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Bảo Lộc đã tiến hành khởi tố 19 bị can, kết luận điều tra, đề nghị truy tố 13 vụ 15 bị can. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, lực lượng công an thành phố Bảo Lộc đã đột nhập một quán cà phê và phát hiện 4 đối tượng đang sử dụng ma túy đá. Qua công tác nắm tình hình, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Bảo Lộc đã phát hiện tại tròi trong quán cà phê Đăng Nguyệt thuộc thôn Ánh Mai hai xã Lộc Châu có 4 nam nữ thanh niên có dấu hiệu đang sử dụng ma túy đá trái phép gồm Vũ Thanh Long, 30 tuổi, Trần Ngọc Vân Anh, 30 tuổi, Lê Duy Anh, 26 tuổi và đối tượng Ngô Hồng Khanh, 26 tuổi, cả bốn đối tượng này đều thường trú trên địa bàn xã lộc châu tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá gồm bình thủy tinh một nỏ một ống hút hiện công an thành phố bảo lộc đã lập biên bản thu giữ tang vật để tiêu hủy cũng như xử lý nhóm đối tượng trên về hành vi sử dụng ma túy đá trái phép Trong năm 2018, đội cảnh sát ma túy công an thành phố Bảo Lộc đã phát hiện bắt giữ 23 vụ với 25 đối tượng tham gia buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua đó, lực lượng đã khởi tố 23 vụ với 25 đối tượng, với các tang vật thu giữ gồm 137,8 gram ma túy tổng hợp, 29,1 gram heroin và 170 triệu đồng tiền mặt. So với cùng kỳ năm 2017, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, tăng một vụ. Đặc biệt là vào những ngày đầu tháng 1 năm 2019, đội cảnh sát ma túy công an thành phố Bảo Lộc đã đột kích và phát hiện 30 đối tượng dương tính với chất ma túy đá tại quán bè No One. Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trong tháng 2 năm 2019, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm chết một người, bị thương một người, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Bảo Lộc đã tiến hành tuần tra kiểm soát, lập biên bản, xử lý 406 trường hợp vi phạm các quy định về luật an toàn giao thông. Sáng ngày 19 tháng 2 năm 2019, Công an thành phố Bảo Lộc đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ các loại vũ khí tự chế, vật liệu cháy nổ, công cụ hỗ trợ được ngành chức năng vận động nhân dân giao nộp về thu giữ trong năm 2018. Theo đó, Công an thành phố Bảo Lộc đã tổ chức tiêu hủy 250 các loại vũ khí và công cụ hỗ trợ, trong đó có 80 súng tự chế và súng hơi cồn, 170 vũ khí thô sơ, gồm các loại dao, kiếm, mã tấu. Số lượng này được Công an thành phố Bảo Lộc thu giữ thông qua công tác kiểm tra hành chính cũng như tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân tự giác giao nộp từ đầu năm 2018 đến nay. Toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ trên sau khi kiểm tra, phân loại đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng tiêu hủy, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thời gian tới, công an thành phố Bảo Lộc sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động để nhân dân các xã phường tự giác giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng như tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xử lý các đối tượng mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, không khí xuân đã tràn ngập khắp các phố phường, người người nhà nhà lại nô nức sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa, quây quần bên nhau để chờ đón Tết. Thế nhưng, với những cán bộ chiến sĩ công an thành phố Bảo Lộc, họ lại gác lại niềm vui bên người thân để tiếp tục công việc quen thuộc nhằm giành giữ sự bình yên cho cuộc sống. Với những cán bộ chiến sĩ công an thành phố Bảo Lộc, đây là những công việc quen thuộc hàng ngày. Không kể ngày lễ hay Tết, Công việc thường ngày của họ là tiếp nhận và đấu tranh, giải quyết các vụ việc nóng, phức tạp. Vì vậy, ngày bình thường, công việc của họ đã rất gấp ghép, vất vẻ, ngày Tết lại càng nhọc nhằn, gian khổ hơn nhiều. Vì tình hình an ninh trật tự trong những ngày lễ Tết càng phức tạp hơn. Việc đón giao thừa, mùng một Tết cùng gia đình là điều xa xỉ với họ, vì họ còn đang tận tụy với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ sự bình yên của thành phố để nhà nhà yên vui đón Tết với cái chức trách nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát nói chung và cái lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng thì anh em cán bộ chiến sĩ từ ban chỉ huy đến cán bộ chiến sĩ chúng tôi nhận thức được đầy đủ cái trách nhiệm của mình cái việc mà những ngày vui xuân đón Tết của bà con nhân dân thì là những cái ngày mà chúng tôi phải tăng cường hơn nữa cái công tác đảm bảo an ninh trật tự và đó là cái nhiệm vụ và cũng đã xác định được từ, từ đầu của mỗi cán bộ chiến sĩ từ khi còn đào tạo ở nhà trường. Thì có những cái lúc mà cũng vất vả, khó khăn. Nhưng mà mỗi khi mà có cái công việc mà nó đạt được kết quả thì những cái khó khăn đó thì nó lại tan biến đi và lại hòa cùng với niềm vui chung của bà con nhân dân. Thì cái điều đó thì nó cũng diễn ra là 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 À, lặp đi lặp lại thì nó cũng trở thành bình thường của mỗi cán bộ chiến sĩ và chúng tôi nhận thức được và ý thức được cái việc đó thì nó cũng thành cái thói quen. Những ngày Tết, 100% cán bộ chiến sĩ công an thành phố Bảo Lộc đều tập trung thực hiện nhiệm vụ, thực hiện kế hoạch về tấn công chấn ép tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán kỷ hợi. Để làm tốt nhiệm vụ, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị giữ vững an ninh nông thôn, tôn giáo, văn hóa tư tưởng, không để xảy ra đột xuất bất ngờ trong dịp Tết. Tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức ra quân trấn ép các loại tội phạm như cướp, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp, gian lận thương mại, vận chuyển buôn bán, tàng trữ, đốt các loại pháo, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn giao thông trong dịp Tết để nhân dân đón một mùa xuân vui tươi, an toàn. Trong dịp Tết thì bà con nhân dân cũng hướng đến các cái cơ sở vui chơi giải trí thì công an thành phố tập trung trước Tết đã có các kế hoạch cao điểm để kiểm tra, nhất là các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Bước đầu công an thành phố đã kiểm tra một số đơn vị và phát hiện một số vi phạm để kịp thời chấn chỉnh. Thứ nhất là các cơ sở cầm đồ biến tướng không có đăng ký kinh doanh, thì chúng tôi đã kiểm tra và thu giữ hàng trăm xe máy ở các cơ sở cầm đồ biến tướng. Thứ hai là kiểm tra ở các quán bar, thì cũng đã phát hiện rất nhiều thanh thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy hoặc là đã sử dụng ma túy để vào các cái khu quán bar để tham gia tập thể các cái ăn uống ở trong này, phi phức tạp cả lên thực. Trong một đợt kiểm tra gần đây chúng tôi đã phát hiện 30 thanh niên có dương tính với ma túy. Hiện nay chúng tôi đang lập hồ sơ để xử lý. Vấn đề mà xã hội, chính quyền địa phương và cơ quan công an quan tâm trong dịp Tết này không ngoài trừ là vấn đề an toàn thực phẩm. À, trong dịp Tết, công an thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng để kiểm soát về hàng hóa tập trung vào là hàng không có nguồn gốc, hàng kém chất lượng, nhất là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụ nhân dân à, an toàn hơn trong vấn đề ăn uống trong dịp đến này. Chúng tôi cũng mong mỏi rằng bà con nhân dân à, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nhất là về luật giao thông đường bộ, đặc biệt là không điều khiển mô tô, ô tô, xe máy sau khi đã sử dụng rượu bia. Thứ hai, không tham gia vào các hoạt động tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo nổ và cũng thông qua đài truyền hình chúng tôi muốn nhân dân cùng vận động tham gia vận động người thân của mình chấp hành tốt các quy định của pháp luật với nội dung là đảm bảo sức khỏe của mình thông qua vấn đề an toàn giao thông, an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm. Không chỉ thời gian cận Tết mà ngay cả đêm giao thừa và những ngày Tết năm nào cũng vậy lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố bảo lộc đều phải trực chiến trên mọi nẻo đường để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông nỗ lực vì một cái tết yên bình không chỉ là trách nhiệm mà còn là một nhiệm vụ cao cả đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an thành phố vì mục tiêu nhiệm vụ của lực lượng là không chỉ riêng những ngày xuân mà mỗi ngày trăm năm đều cần có sự yên bình những cống hiến thầm lặng của công an thành phố để nhân dân đón một cái tết yên bình thật lớn leo những đóng góp của họ được người dân ghi nhận và đánh giá cao anh em công an thì cũng thường xuyên đến thăm giáo sứ cũng gửi những cái văn bản cho biết cái tình hình của thành phố của xã nhà kể như anh em có một cái quan hệ rất tốt với giáo sứ với bà con với linh mục xứ ở đây nên có một cái sự hài hòa như những anh em bên cấp thành phố cấp xã thì anh em ở đây với bản thân tôi cũng thân quen lắm nên gần gũi trao đổi cho nên các cái công việc tôi thấy cũng rất tốt Giữa nhà thờ cũng như là bên chính quyền, bên công an. Tết của những người chiến sĩ công an nhân dân năm nào cũng vậy. Đón không khí năm mới từ khi bắt đầu vào quần quay của đợt cao điểm tấn công chấn ép tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Khi mọi người, mọi nhà cùng hướng về thời khắc thiên liên của đất trời để tưởng nhớ tổ tiên và nguyện cầu hạnh phúc thì trên những cung đường, các điểm vui, các chiến sĩ vẫn miệt mài làm nhiệm vụ và hy sinh một phần hạnh phúc riêng tư của mình để giữ gìn bình yên cho nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Toàn dân phòng chống tội phạm số thứ 2 tháng 2 do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc phối hợp với Công an thành phố Bảo Lộc thực hiện. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!